Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ nhé. Em nào cho cô biết trong giờ tập đọc hôm trước chúng mình đã được học bài gì nào? Cô mời em. Thưa cô, trong giờ tập đọc hôm trước chúng ta đã được học bài Chuỗi Ngọc Lam ạ. À, đúng rồi đấy. Cô cảm ơn em. Cô muốn nghe một em đọc cho cô đoạn thứ hai của bài. Bạn nào xung phong nhỉ? Cô mời Phương Liên nào. Ở dưới lớp, các em cùng lắng nghe theo dõi bạn đọc nhé. Cho cô biết vì sao chú Pierre lại nói em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc lam không? Em thưa cô, bởi vì em đã trả giá rất cao bằng toàn bộ số tiền em có để mua tặng chị nhân ngày lễ Noel. Cảm ơn em. Cô muốn nghe một em nhận xét bạn đọc và trả lời giúp cô nào? Cô mời Hồng Ngọc. Em thưa cô, em thấy bạn đọc rất tốt ạ. Thế còn trả lời thì sao hả em? Bạn trả lời đúng ạ. Cô cảm ơn em. Qua kiểm tra bài cũ, cô thấy Phương Liên hôm nay chuẩn bị bài rất tốt. Cô ghi bạn Phương Liên điểm 9. Cả lớp mình cùng thưởng cho bạn một tràng vỗ tay nào. Em về chỗ đi. Các em ạ, trong giờ tập đọc hôm trước, chúng mình đã được biết vẻ đẹp của những người luôn mong muốn mang lại niềm vui cho người khác. Còn trong giờ tập đọc hôm nay, cô cho mình sẽ cùng đi tìm hiểu về vẻ đẹp của hạt gạo quê hương. Hạt gạo được làm nên từ bàn tay của những con người lao động trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ. Qua bài tập đọc Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa, kèm mở sách giáo khoa cho cô trang 139 nhé. Cô muốn nghe một em đọc cho cô thật to, thật danh mạch bài thơ này. Cô mời Hoàng An nào. Ở dưới lớp chúng mình cùng lắng nghe bạn đọc nhé. Em thưa cô, em đọc bài Hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi ra những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công bắc các bạn, sớm nào chống hạn phục mẹ miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phân quang trành quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Cô cảm ơn em. Bạn Hoàng An này đọc tương đối tốt đấy các em ạ. Bây giờ cô sẽ tổ chức cho cả lớp mình cùng luyện đọc nối tiếp bài thơ này nhé. Trong quá trình đọc, chúng mình sẽ cùng kết hợp tìm hiểu nghĩa của các từ được chú giải trong sách giáo khoa. Các em lưu ý này, bài thơ có 5 khổ, vì vậy mỗi lượt đọc chỉ gồm có 5 bạn. Cô sẽ ưu tiên cho các bạn tổ 1 đọc trước nhé. Cô mời 5 bạn dãy trong của tổ 1 và Phương Anh nào. Thưa cô, em đọc Hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Cô cảm ơn em. Em đọc tiếp. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi ra những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ,
cua ngói lên bờ, mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn đúng mẹ miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao đất mặt, chiều nào máy phân quang chành bắt đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền khuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Qua nghe các bạn tổ mô đọc, cô thấy Phương Liên em còn đọc sai từ quang chành và từ quét đất đấy. Cô mời Phương Liên, em đọc lại giúp cô hai từ này nào. Em thưa cô đọc quang chành quét đất. Cô cảm ơn em. Cô muốn Thanh nghe mà em khác đọc nữa nào. Cô mời Thanh Hoa. Quang chành quét đất. Tốt lắm. Thế theo dõi toàn bộ bài thơ, em thấy còn có những từ ngữ nào mà khi đọc chúng mình thường hay nhầm lẫn nữa không nhỉ? À, cô mời Đăng Huy nào. Em thưa cô là từ tiền tuyến ạ. À, cô cảm ơn em. Bạn nào đọc giúp cô từ này nào? Cô ưu tiên cho em nào. Em thưa cô là tiền tuyến ạ. Tốt lắm. Cô cảm ơn em. Cô thấy các bạn tổ 1 đọc gần được rồi đấy. Không biết các bạn tổ 2 sẽ đọc như thế nào nhỉ? Chúng mình cùng lắng nghe các bạn tổ 2 đọc nhé. Cô mời em đọc cho cô khổ thơ đầu tiên. Thế trong khổ thơ này, tác giả có nhắc tới sông Kinh Thầy. Theo em, Kinh Thầy là tên ở dòng sông ở đâu? Cô, Kinh Thầy là tên dòng sông của tỉnh Hải Dương ạ. À, em trả lời tốt lắm. Cô cảm ơn em. Các em ạ, đây chính là dòng sông chảy qua quê hương của nhà thơ Trần Đăng Khoa đấy. Dòng sông này đã gắn bó với tuổi thơ của tác giả biết bao nhiêu kỷ niệm. Cô mời em đọc tiếp cho cô khổ thơ thứ hai nào. Em thưa cô, em đọc hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, dọn mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoài lên bờ mẹ em xuống cấy. Em ngồi xuống. Cô mời em đọc tiếp. Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Trong khổ thơ này, cô thấy tác giả dùng hình ảnh rất đặc biệt. Bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Sách giáo khoa đã chú giải như thế nào về hào giao thông hả em? Em thưa cô, hào giao thông là đường đào sâu dưới mặt đất để đi lại an toàn trong khi chiến đấu ạ. Cô cảm ơn em. Em ngồi xuống đi. Cô mời cả lớp cùng chú ý lên bảng nhé. Trên bảng, cô có một bức tranh. Đây chính là hào giao thông các em này. Đó là những con đường đào sâu dưới mặt đất để đi lại an toàn và chiến đấu đấy các em ạ. Cô muốn nghe Thu Hằng đọc tiếp cho cô khổ thơ thứ tư nào. Hạt gạo làng ta có công góc bạc, sớm nào chống hạn vùng mẻ miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rắc mặt, chiều nào đánh xuân quang chành quét đất. Ở khổ thơ này, em thấy có từ nào mà em chưa thật hiểu nhỉ? Em thưa cô, trong khổ thơ này em thấy từ quang chành là em chưa hiểu lắm ạ. Em ngồi xuống đi. Các em cùng chú ý theo dõi tiếp một bức tranh thứ hai nhé. Các em ạ, đây chính là bức tranh vẽ minh họa hình ảnh đưa quang chành này. Đây chính là cái chành đấy. Thế theo dõi phần chú giải trong sách giáo khoa, kết hợp với hình vẽ minh họa, em nào có thể mô tả lại đặc điểm của đôi quang chành để các bạn cùng được nghe nào? Cô ưu tiên cho bạn Đăng Khoa. Em thưa cô, quang chành chính là cái quang mà ở dưới là cái xảo tre, được đan bằng tre hoặc nứa. Được dùng để đựng phân chuồng, đất, đá, nối với bốn cái sợi dây thành một cái quang. Cả lớp mình cùng khen bạn Đăng Khoa. Bạn Đăng Khoa trả lời gần đúng đấy các em ạ. Chỉ với bốn rảnh dây thừng, buộc cái xảo tre ở phía dưới là chúng mình đã có ngay đôi quang chành dùng để gánh phân bón lúa đấy. Đây là dụng cụ mà bà con nông dân của chúng mình trước nay rất hay dùng. Còn hiện nay thì chúng mình ít gặp phải không các em?
Tiếp theo, cô muốn nghe Đỗ Thanh đọc cho cô khổ thơ cuối cùng. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt gạo làng ta. Cô cảm ơn các bạn tổ 2. Cô muốn nghe các bạn tổ 3 đọc tốt hơn nữa nào. Cô mời các em ở rãnh trong của tổ 3. Đầu tiên, Hoàng An đọc cho cô khổ thơ thứ nhất. Em thưa cô, em đọc hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi ra những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngói lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gạo thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn phục mẹ mẹ gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rót mặt, chiều nào gánh phân quang trành quê đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Cảm ơn em. Qua nghe các em đọc, cô thấy các em không những đọc đúng mà chúng mình còn hiểu rất tốt nghĩa của các từ được chú giải trong sách giáo khoa. Bây giờ cả lớp cùng lắng nghe cô đọc bài một lượt nhé. Hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vực mẻ miệng gầu, chừng nào bắt sâu lúa cao rắt mặt, chiều nào gánh phân quang trành quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt vàng làng ta. Các em ạ, từ xa xưa hạt gạo đã được coi là hạt ngọc đấy. Vậy để biết được giá trị cụ thể của hạt gạo như thế nào, các em hãy đọc thầm cho cô khổ thơ thứ nhất và cho cô biết xem hạt gạo được làm nên từ những gì nhé. Nào, bạn nào đã có câu trả lời nhỉ? Cô mời em. Em thưa cô, hạt gạo được làm lên từ vị phù sa của sông Kinh Thầy và hương sen thơm ạ. Ừ, em trả lời tốt lắm. Cô muốn nghe bạn khác bổ sung thêm. Cô mời Duy Tùng nào. Em thưa cô, hạt gạo còn được làm từ lời mẹ hát ạ. Ừ, tốt lắm. Cô muốn một bạn nhắc lại cho cô thật đầy đủ nào. Cô mời Đỗ Hà. Em thưa cô, là hạt gạo được làm nên từ vị phù sa, hương sen thơm và lời mẹ hát nữa. Cô cảm ơn em. Chắc các em đều hiểu. Những hạt phù mỡ của dòng sông Kinh Thầy, rồi hương sen thơm mát từ hồ nước lan tỏa khắp cánh đồng, như thấm đượm, như góp phần làm nên hạt gạo. Nhưng không hiểu vì sao tác giả lại nói với chúng mình hạt gạo có trong lời mẹ hát nhỉ? À, cô mời Hồng Ngọc nào. Em thưa cô, hạt gạo có trong lời mẹ hát vì mẹ vừa làm ở cánh đồng mẹ vừa hát ạ. À, cô cảm ơn em, tốt lắm. Thế còn em muốn nói gì nào? Em thưa cô, trong lời mẹ hát có sự ngọt bùi mỗi đắng cay, như vậy ạ. Cô cảm ơn. Cô mời em. Em thưa cô, em đều đồng ý ý kiến hai bạn. Em hiểu người mẹ đây là một người chăm chỉ và rất yêu lao động. Cả lớp mình cùng khen bạn nào. Cảm ơn em. Các em ạ, hạt gạo trong bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa vô cùng gần gũi, vô cùng thân thiết. Nó chính là hình ảnh quê hương, bởi nó được chắt lọc, được hình thành từ những gì đẹp đẽ nhất và từ những gì thân thương nhất đấy. Vậy để làm nên được hạt gạo thì bà con nông dân của chúng mình đã phải trải qua những vất vả như thế nào? Cô mời một em đọc to cho cô khổ thơ thứ hai nào. Cô mời em, Thúy Linh. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3,
cảm ơn em. Nào, bạn nào đó có câu trả lời nhỉ? Cô mời Duy Đông. Thưa cô, để làm ra hạt gạo, bà con nông dân đã phải trải qua bão tháng 7 và mưa tháng 6, mưa tháng 3. Em nói đúng lắm. Cô muốn nghe một bạn khác bổ sung thêm nữa nào? À, cô mời Xuân Trường. Thưa cô, còn có cả dọn mồ hôi xa đến trưa tháng 6 nữa như ai nấu chết cả cá cỏ. Nhận xét câu trả lời của bạn giúp cô. Cô mời Đăng Huy. Em thưa cô, bạn trả lời đúng rồi nhưng bạn không biết cách diễn đạt ạ. Em giúp bạn nào. Em thưa cô, để làm nên những hạt gạo bà con nông dân đã phải đổ biết bao mồ hôi xuống vào những trưa hè tháng 6 ạ. À, cô cảm ơn bạn Huy. Em trả lời đúng đấy. Kèm ạ, để diễn tả cái nắng nóng của trưa hè tháng 6, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã sử dụng hình ảnh so sánh rất cụ thể. Nước như ai nấu chết cả cá cờ. Bên cạnh đó, nhà thơ còn sử dụng một hình ảnh đối lập nữa. Bạn nào phát hiện xem, hình ảnh đối lập đó được thể hiện qua những dòng thơ nào vậy? Cô mời Phương Thúy nào. Em thưa cô, hình ảnh đối lập qua dòng thơ Cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. À, đúng rồi đấy. Thế cô đố cả lớp nhá. Với cách sử dụng hình ảnh đối lập này, nhà thơ muốn nhấn mạnh điều gì? Cô mời Đỗ Hà. Tốt lắm, cô cảm ơn em. Kèm ạ, cái nắng nóng của những trưa hè tháng 6 khiến nước ruộng tưởng như sôi lên. Cá thì chết nóng này, cua phải ngoi lên bờ để chui vào bụi cỏ. Chỉ có mẹ em vẫn quả quyết lội xuống ruộng để cắm từng rảnh mạ non. Hình ảnh người mẹ vừa khiến ta thương nhưng lại cũng vừa làm ta cảm động, vừa phục. Bà hiện lên thật bình dị nhưng cũng thật là hùng vĩ. Bà đã kiên quyết chống trả lại thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt để vươn lên vì sự sống đấy. Theo dõi tiếp khổ thơ thứ ba, kèm cho cô biết xem hạt gạo được ra đời trong hoàn cảnh nào nhá. Bạn nào đó có câu trả lời nhỉ? Cô mời em, Hải Yến nào. Em thưa cô, hạt gạo được làm ra vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. À, tốt lắm. Thế còn em muốn lấy gì Đăng Khoa? Em thưa cô, hạt gạo ra đời từ lúc nhân dân miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa sẵn sàng chi viện cho miền Nam. À, cô cảm ơn em trả lời đúng rồi đấy. Ở khổ thơ thứ ba các em ạ, nhà thơ đã sử dụng hình ảnh rất hay, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Qua hình ảnh này, tác giả muốn nói lên điều gì về hạt gạo nhỉ? Nào, cô ưu tiên cho Thanh Mai trả lời nào. Cô, hạt gạo bị nấu thành cơm rồi mang ra hào giao thông như đào hoa. Đúng rồi đấy. Thế còn ý kiến của em, Đỗ Thanh nào? Em cho cô gạo được gửi ra cho các chú bộ đội có thêm phần chiến thắng ạ. Cô cảm ơn ý kiến của các em. Hạt gạo đã góp phần vào chiến đấu để làm nên chiến thắng đấy. Thời kỳ đó các em ạ, thanh niên nam nữ đều lên đường ra trận cả. Công việc nhà nông chỉ dồn lên đôi vai của những người phụ nữ và các em nhỏ. Họ vừa sản xuất, vừa tham gia chiến đấu. Vậy các bạn nhỏ đã làm được những gì để góp phần làm nên hạt gạo? Cô mời một em đọc cho cô khổ thơ thứ tư nào. Cô mời em. Em cho con đọc. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vụt mè miệng gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phân quăng chành quét đất. Em ngồi xuống đi. Bạn nào đã có câu trả lời nhỉ? Cô mời Đăng Duy nào. Em thưa cô, các bạn đã chống hạn ạ. À, cô cảm ơn. Cô mời em bổ sung thêm. Em thưa cô, các bạn đã bắt sâu cho lúa. Tốt lắm. Cô mời em Thúy Linh nào. Thưa cô, các bạn gánh phân bón lúa. Em nói tốt lắm. Thế cô đố cả lớp nhá. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nhỏ này? Cô ủy tiền cho bạn Đăng Khoa nào. Em thưa cô, những công việc của các bạn nhỏ rất có ích ạ. Tốt. Cô mời em Hồng Ngọc. Em thưa cô, công việc của các bạn làm đều là những công việc của người lớn ạ. À, em nhận xét đúng đấy. Em ngồi xuống đi. Kèm ạ, việc làm của các bạn nhỏ thật đáng khen ngợi, thật đáng khâm phục. Bởi các bạn đã làm những công việc mà tưởng chừng chỉ người lớn mới có thể làm được.
Nào là trống han phục đến mè cả miệng gầu này, nào là bắt sâu lúa cao cào rát cả mặt. Không những thế, các bạn còn làm việc rất say sưa, nhiệt tình, tích cực suốt từ sớm trưa và tới tận tối nữa. Có thể nói tuổi nhỏ thời chống Mỹ đã góp một phần rất lớn để làm nên chiến thắng đấy. Và hạt gạo quê hương trong bài thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa được khái quát thành một hình ảnh rất hay ở khổ thơ cuối cùng. Cô đố cả lớp đó là hình ảnh nào? Cô mời Minh Trang. Em thưa cô, hình ảnh là hạt vàng làng ta ạ. Đúng rồi. Cô muốn nghe một bạn nhắc lại to hơn. Cô mời Thiếu Hằng nào. Em thưa cô, đó là hình ảnh hạt vàng làng ta ạ. Em ngồi xuống đi. Thế các em thử phán đoán giúp cô xem, vì sao tác giả lại nói hạt gạo là hạt vàng nhỉ? Cô mời em nào. Cô, vì hạt gạo đã góp phần làm nên chiến thắng ạ. Cô muốn nghe ý kiến của một bạn khác nữa. Cô mời Xuân Trường. Được cô, hạt gạo được gọi là hạt vàng tại vì người ta ta đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức mới làm lên được hạt gạo, lên hạt gạo quý như hạt vàng. Cả lớp mình khen bạn cho cô một tràng tay. Em trả lời tốt lắm. Kèm ạ, hạt gạo không chỉ mang hương vị của quê hương mà nó còn thấm đượm biết bao công sức của những người dân. Họ đã phải vượt qua mọi khó khăn về thiên nhiên, thời tiết, vượt qua mọi bom đạn ác liệt của kẻ thù mới làm nên được. Bởi vậy, hạt gạo được quý như hạt vàng là vì lẽ đó đấy. Cô thấy cả lớp mình đã hiểu rất đầy đủ nội dung của bài tập đọc hôm nay. Bây giờ cô sẽ đọc lại bài một lần nữa và các em phát hiện xem cô đã đọc toàn bài này với giọng như thế nào nhé. Hạt gạo làng ta. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả các cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lũ đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta, có công các bạn, sớm nào chống hạn, vụt mẻ miệng gầu, chưa nào bắt sâu, lúa cao rắt mặt, chiều nào gánh phân quăng chành quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa. Em vui em hát hạt vàng làng ta. Nào, cô đã đọc với giọng như thế nào nhỉ? Cô mời em, Hải Yến nào. Em thưa cô đã đọc với giọng nhẹ nhàng tình cảm. Cô cảm ơn, em trả lời tốt lắm. Ngồi xuống đi. Toàn bài này chúng mình sẽ đọc với giọng nhẹ nhàng tình cảm. Vậy ở từng cổ thơ thì cách đọc sẽ ra sao? Cô sẽ hướng dẫn cả lớp cùng luyện đọc diễn cảm từng khổ thơ một nhé. Nào, cô mời Đăng Khoa, em đọc cho cô khổ thơ thứ nhất. Em đọc, hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Em ngồi xuống đi, nghe bạn Khoa đọc, kèm thấy bạn đã đọc khổ thơ một với giọng nhanh hay chậm nhỉ? Cô mời em nào. Bạn Khoa đã đọc với giọng chậm như thế là đúng ạ. Tốt lắm. Thế còn em muốn nói gì nữa nào? Em thưa cô, bạn chưa đọc liền mạch dòng 2 với dòng 3, dòng 4 với dòng 5 và dòng 6 với dòng 7 ạ. Thế em có biết vì sao chúng mình cần đọc liền mạch những dòng thơ đó không? Em thưa cô, vì đọc như vậy mới diễn đạt đủ một ý trọn vẹn ạ. Cả lớp mình khen bạn cho cô một tràng tay. Em ngồi xuống đi. Nào, cô mời Khoa em đọc lại cho cô khổ thơ thứ nhất. Em thưa cô, em đọc. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Em cố gắng hơn nhé. Không biết cách đọc của khổ thơ thứ hai có giống như cách đọc của khổ thơ thứ nhất không nhỉ? Cô sẽ hướng dẫn cả lớp cùng luyện đọc khổ thơ này trên bảng phụ nhé. Các em cùng chú ý lên bảng nào. Cô mời Hồng Ngọc, em đọc cho cô khổ thơ thứ hai này. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy. Cảm ơn Hồng Ngọc, em đọc.
tốt lắm. Nào, nhận xét về cách đọc của bạn Hồng Ngọc cho cô. Cô mời em nào. Em thưa cô, bạn đọc tốt và diễn cảm ạ. Em ngồi xuống đi. Thế để đọc tốt được như bạn Hồng Ngọc, ở khổ thơ thứ hai này, chúng mình sẽ đọc liền mạch những dòng thơ nào và nhấn giọng ở những từ ngữ nào nhỉ? Cô mời em. Em thưa cô, chúng ta cần đọc liền mạch dòng thơ 4 và 5, 6 và 7, 8 và 9 ạ. Em trả lời tốt lắm. Thế chúng mình cần nhấn giọng ở chính từ ngữ nào? Cô mời em nào. Em thưa cô, chúng ta phải nhấn giọng ở những từ ngữ ngoi lên bờ và xuống cấy ạ. Em có biết vì sao mình cần phải nhấn giọng ở những từ ngữ này không? Em thưa cô, thế mới... Bạn nào giúp bạn? Cô mời Hồng Ngọc. Em thưa cô, phải nhấn giọng ở những từ đó vì để nói lên được nỗi vất vả của người mẹ. Cả lớp mình khen cho cô. Em trả lời tốt lắm. Cô muốn nghe một em đọc cho cô hai dòng thơ cuối của khổ thơ này. Nào, cô mời Thanh Thủy. Cô ngoi lên bờ, mẹ em xuống đấy. Em cố gắng nhấn giọng hơn nhá. Bạn nào xung phong đọc lại toàn bộ khổ thơ này nào. Cô mời em. Hạt gạo làm ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Cô cảm ơn, em đọc tốt lắm. Thế ở khổ thơ thứ 3 thì cách đọc sẽ như thế nào nhỉ? Chúng mình hãy đọc thầm cho cô và cho cô biết xem cách đọc của khổ thơ này giống như khổ thơ nào mà chúng mình vừa tìm hiểu ở trên nhé. Bạn nào đã phát hiện được rồi? Cô mời em. Em thưa cô, cách đọc của khổ thơ thứ 3 giống cách đọc của khổ thơ thứ nhất ạ. Thế em có đồng ý với ý kiến của bạn không? Nào, cô mời Duy Tùng. Em thưa cô, em đồng ý ý kiến của bạn ạ. Em có thể nói cho cô cụ thể hơn chút nữa nào. Ta cần nhấn mạnh dòng 2, dòng 3, dòng 4 với dòng 5, dòng 6 với dòng 7, dòng 8 với dòng 9 ạ. Cô gọi là nhấn mạnh không nhỉ? Nhấn giọng. Nào, bạn nào sửa giúp bạn. Em hiểu nhưng diễn đạt chưa đúng. Cô mời em. Em thưa cô, chúng ta phải đọc liền mạch dòng 2 với dòng 3, dòng 4 với dòng 5, dòng 6 với dòng 7 và dòng 8 với dòng 9 ạ. À, cả lớp mình khen bạn. Em cố gắng chú ý hơn nhé. Cô muốn nghe một em đọc lại cho cô khổ thơ thứ 3 theo cách đọc mà chúng mình vừa tìm hiểu. Cô mời Thanh Thúy nào. Em thưa cô, em đọc. Hạt gạo làng ta, những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơ hào giao thông. Em đọc lại cho cô hai dòng thơ này. Những năm băng đạn vàng như lúa đồng. Những năm băng đạn vàng như lúa đồng. Cố gắng hơn nhé. Em ngồi xuống đi. Cô muốn nghe một em đọc cho cô khổ thơ thứ 4 của bài. À, cô mời em. Chúng mình theo dõi nhé. Em thưa cô, em đọc. Hạt gạo làng ta có không các bạn, sớm nào chống hạn hụt mẹ mẹ gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phân quang chảnh quét đất. Cô thấy bạn Đỗ Hà đọc khổ thơ thứ 4 rất tốt. Thế so với những khổ thơ trước thì ở khổ thơ này em đọc với giọng nhanh hay chậm? Thưa cô, so với những khổ thơ trước, em đọc khổ thơ này với giọng nhanh, hơi nhanh. Hơi nhanh. Thế vì sao em cần phải đọc như thế nhỉ? Em thưa cô, em đọc như thế để thể hiện công việc liên tục dồn dập của các bạn là trong một ngày ạ. À, một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Cả lớp mình khen bạn cho cô. Cảm ơn em. Cô muốn nghe một em đọc cho cô khổ thơ thứ 4 này nào? Cô mời Đăng Khoa. Em thưa cô, em đọc. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn bục mẻ gầu, trưa nào bắt sâu lúa cao rát mặt, chiều nào gánh phân quang chành quét đất. Lần sau em đọc tốc độ nhanh hơn một chút nữa nhé. Thế còn khổ thơ cuối cùng ngắn nhất, cô ý tiền cho bạn Phương Anh nào. Thưa cô, em đọc. Hạt gạo làng ta
cảm ơn em. Nghe Phương Anh đọc, kèm thấy Phương Anh đã biết nhấn giọng vào những từ ngữ nào nhỉ? Cô mời Đỗ Hà. Em thưa cô, bạn đã nhấn giọng ở từ của dòng thơ cuối đó là hạt vàng làng ta. Thế em có biết được vì sao bạn đã nhấn giọng những từ ngữ đó không? Em thưa cô, vì để chị em đứng tạo một ý trọng vẹn. Cô muốn nghe ý kiến của một bạn khác nữa. Cô mời em. Em thưa cô, bạn Phương Anh nhấn giọng ở câu hạt vàng làng ta. Ở dòng thơ cuối. Ở dòng thơ cuối để ca ngợi hạt gạo ạ. Để ca ngợi hạt gạo. Để thể hiện được cái gì đấy nhỉ? Cô mời em nào. Em thưa cô, bạn Phương Anh nhấn giọng ở dòng thơ cuối để thể hiện niềm tự hào của hạt gạo quê hương ạ. Trả lời rất tốt. Cả lớp mình khen bạn cho cô. Ngồi xuống. Kèm lưu ý nhé. Ở khổ thơ này chúng mình cần phải đọc với giọng vui và tự hào. Thế kèm nghe cô đọc hai dòng thơ cuối này. Em vui em hát hạt vàng làng ta. Bạn nào đọc được? Cô mời Thúy Linh. Anh cô đọc em vui em hát hạt vàng làng ta. Cô cảm ơn em. Qua một thời gian ngắn, cô thấy các em đã tìm hiểu được cách đọc của toàn bộ bài thơ này. Sau đây để có thể đọc diễn cảm cho nhau nghe, cô sẽ tổ chức cho cả lớp mình cùng luyện đọc trong nhóm nhé. Một em sẽ đọc cho cô hai khổ thơ đầu, em kia đọc ba khổ thơ còn lại. Sau đó chúng mình đổi vị trí đọc, rồi luyện đọc toàn bài này. Và tự chọn 2-3 khổ thơ mình thích để học thuộc lòng. Sau đó cuối cùng chúng mình sẽ cùng thi đọc trước lớp nhé. Cô mời tất cả các em trở về vị trí nhóm nào. Trở về vị trí ngồi học nào. Qua quan sát các nhóm, cô thấy nhiều em đọc rất tích cực, rất sôi nổi. Và nhiều bạn đã học thuộc lòng được những khổ thơ mà mình thích rồi đấy. Bây giờ cô sẽ kiểm tra việc học đọc trong nhóm của các em nhé. Nào, trước tiên cô mời nhóm của bạn Thu Hằng đọc nào. Chúng mình cùng lắng nghe và nhận xét nhé. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Vinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa đến trưa tháng 6, nhưng như ai nấu chất cả cá cờ, cùng bay lên bờ mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta những năm băng Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn và như lúa đồng, bắt thơm mùa và thơm hà ra sông. Hạt gạo làng ta có công bắt bạn, chúng nào chúng hạn chưa nào bắt sâu lúa ca rát mặt, chiều nào gánh phân quan cảnh quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát hạt gạo làng ta. Cô cảm ơn hai em. Cô muốn nghe ý kiến của các nhóm nhận xét về cách đọc của nhóm bạn. Cô mời Thúy Linh nào. Thưa cô, các bạn đọc tốt, rõ ràng nhưng mà có hơi nhỏ. Đúng đấy, lần sau các em cố gắng đọc to hơn chút nữa nhá. Cô kiểm tra phần đọc của nhóm bạn Duy Đông nào. Cô mời hai em. Thưa cô, con đọc hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cô ngoi lên bờ mẹ em phương cấy. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ trút trên mái nhà, những năm khẩu súng theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt thơm hào đó không. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn vụt mẻ miệng gầu, chưa nào bắt sâu lúa cao rét mập, chiều nào gánh quân quang trành quyết đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến,
gửi về phương xa, em vui em hát, hạt vàng làng ta. Cảm ơn hai em. Bây giờ cô sẽ tổ chức cho cả lớp mình cùng thi đọc diễn cảm trước lớp nhé. Thế những bạn nào muốn thi đọc nào? À, rất giỏi. Cô cảm ơn các em. Thế khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai, bạn nào đã thua? Giỏi lắm. Bây giờ cô xin mời Hoàng An là 1 này, Hồng Ngọc là 2 và Phương Liên là 3 lên bảng. Ở dưới lớp chúng mình cùng lắng nghe xem bạn nào đọc thuộc lòng nhất này và bạn nào đọc diễn cảm nhất trong giờ học ngày hôm nay nhé. Em thơ cô đọc bài Hạt gạo làng ta. Có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa đến trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cuồng ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Em thưa cô em đọc bài. Hạt gạo làng ta, hạt gạo làng ta, có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cùng ngói lên bờ, mẹ em xuống cấy. Em thưa cô em đọc. Hạt gạo làng ta, hạt gạo làng ta, có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Thế em thích giọng đọc của bạn nào nhất? Em thưa cô, em thích giọng đọc của bạn Hoàng An ạ. Cô cảm ơn. Cô muốn nghe ý kiến của một bạn khác nữa nào. Cô mời em nào. Em thưa cô, em thích giọng đọc của bạn Hồng Ngọc ạ. Cô mời em muốn nói gì nào? Em thưa cô là em thích giọng đọc của bạn Hoàng An ạ. Cô cảm ơn em. Cô thấy trong giờ học hôm nay, cả ba bạn đều rất cố gắng đọc thuộc lòng và rất diễn cảm khổ thơ thứ nhất và khổ thơ thứ hai. Tuy nhiên, bạn Hoàng An giọng đọc rất trong trẻo này. Còn bạn Hồng Ngọc nét mặt rất tự nhiên, tự hào và bạn đã thể hiện được những động tác. Cả lớp chúng mình cùng thưởng cho ba bạn một tràng vỗ tay nào. Em cảm ơn các em về chỗ. Thế qua bài tập đọc Hạt gạo làng ta hôm nay, các em thấy nhà thơ Trần Đăng Khoa muốn ca ngợi điều gì vậy? Cô mời Thanh Mai. Thưa cô, qua bài thơ, ta thấy rất trẻ trẻ. Tốt lắm. Thế còn em muốn nói gì? Em thưa cô, qua bài này em về tác giả muốn ca ngợi hạt gạo mang góp phần làm nên chiến thắng. Cô cảm ơn ý kiến của tất cả các em. Các em nói đều đúng cả. Đó chính là nội dung của bài tập đọc hôm nay đấy. Cô mời cả lớp cùng chú ý lên bảng nhé. Cô muốn nghe một em đọc lại cho cô thật to phần nội dung trên bảng. Cô mời em, Thanh Thủy nào. Em thưa cô, em đọc. Ca ngợi vẻ đẹp và giá trị cao quý của hạt gạo quê hương. Hạt gạo chứa đựng biết bao công sức của mọi người và thấm đượm tấm lòng của người hậu phương góp phần chiến thắng giặc Mỹ xâm lược ạ. Cô muốn nghe bạn khác đọc to hơn. Cô mời Đăng Khoa nào. Em thưa cô, em đọc. Ca ngợi vẻ đẹp và giá trị cao quý của hạt gạo quê hương. Hạt gạo chứa đựng biết bao công sức của mọi người và thấm đượm tấm lòng của người hậu phương góp phần chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Em đọc tốt lắm. Kèm ạ, qua bài tập đọc Hạt gạo làng ta hôm nay, bằng những câu thơ thật ngắn gọn, nhịp điệu thơ nhẹ nhàng mà trong trẻo, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã làm tái hiện lên trước mắt người đọc giá trị thiêng liêng mà cao quý của hạt gạo quê hương. Hạt gạo chứa đựng biết bao công sức của mọi người và thấm đượm tấm lòng của người hậu phương góp phần chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa là một bài thơ rất hay, đã được nhạc sĩ Trần viết bính, phổ nhạc thành một bài hát cùng tên. Trước khi dừng bài, cô mời cả lớp cùng lắng nghe giai điệu của bài hát này một lần nhé. Hôm nay hạt gạo làng ta có bao thế
nhà. Các em học thuộc lòng cho cô bài thơ này và chuẩn bị cho cô bài tập đọc tiếp theo Buôn Chư Linh Đón Cô Giáo nhé. Bây giờ cô mời cả lớp cùng lấy vở ghi phần nội dung học cho cô.